Chào cả nhà nha, sáng nay đi trúc mùa sớm để đi làm. Tranh thủ quay lại cái vườn nhà làm khí năm thứ hai. Đây chị Hai đang trúc mùa. Nhà cỏ đã luôn. Đây. Mũ cứ đều đều thôi, cây non mà. Cây già thì nó mới nhiều mũ, chứ cần cây non là tầm nửa chén này là ok. Xung quanh đều là cỏ. Có 3.000 cỏ. Tranh thủ chuốc đi làm cả nhà. Giờ cũng gần 7 giờ. Chuốc xong người chạy lại nên phải úp chén lại. Này, lượng mũ. Cứ đều đều không có nhiều. Cứ cây lưng lưng chén thôi. Lấy năm nay lấy xác cái vùng cạo xem sản lượng như thế nào. Còn như cái cây TT này quất luôn gốc. Lấy được miếng nào hay miếng đấy. Cũng được 4 tháng rồi đó bà con. Đây đi một vòng lúa bên này thôi. Chứ đi chợ về hai lâu quá. Cây nhìn TT. Mũ nó cứ đều đều rồi. Không có nhiều. Là cao su non mà mình đâu lấy nhiều được. Lấy cỡ này là cũng 400 cây, còn 80-90 ký mũ thôi. Cây này to to, lấy tô lít 8 này. Lưng luôn. Ồ. Em này chạm đất luôn ta. Đây. Chị Hai đây. Rồi chào cả nhà nha. Tranh thủ đi chuốc đi làm trẻ đó. Hẹn gặp lại video khác nha.